Quý vị đang theo dõi tin tức tổng hợp của đài IBC TV được phát sóng trên băng tần 57.19 tại miền Nam California, 16.12 tại miền Bắc California, Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ và Canada. Bảo Khanh và Lâm Hồn xin trân trọng kính chào. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Tòa Bạch Ốc, sự hung hăng của quân đội Trung Quốc có thể gây tổn hại. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa có cuộc đối thoại thẳng thắn. Người dân lo lắng cho những ngôi nhà bị lũ lụt lan rộng sau khi vỡ đập. Cử tri Iowa nói rằng khoảng cách với cựu Tổng thống Trump là chìa khóa cho cuộc tranh cử Tổng thống năm 2024 của ông Pence. Lực lượng NATO mô phỏng di tản y tế tại căn cứ không quân Ramstein như một phần của cuộc tập trận trên không. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của sứ ngôn viên Lâm Hùng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên đã cho biết rằng Tòa Bạch Ốc, sự hung hăng của quân đội Trung Quốc có thể gây tổn hại. Tòa Bạch Ốc vào ngày 5 tháng 6 nói các hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và Biển Đông phản ánh sự hiếu chiến ngày càng tăng của quân đội Bắc Kinh, làm tăng nguy cơ xảy ra sai sót và tổn hại. Hải quân Hoa Kỳ hôm 4 tháng 6 đã công bố một đoạn video về cái mà họ gọi là sự tương tác không an toàn ở eo biển Đài Loan, trong đó một tàu chiến Trung Quốc cắt ngang trước mặt một con tàu khu trục của Hoa Kỳ. Phát ngôn Tòa Bạch Ốc ông John Kirby đã nói với các phóng viên, đề cập đến điều mà ông gọi là hành vi chặn đường, không an toàn và thiếu chuyên nghiệp của Trung Quốc. Không lâu nữa sẽ có tổn thương. Ông Kirby đã nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do di chuyển trên không và trên biển. Tôi muốn nghe Bắc Kinh biện minh cho những gì họ đang làm, ông Kirby đã nói. Các vụ ngăn chặn trên không và trên biển xảy ra mọi lúc, chúng tôi cũng làm điều đó. Sự khác biệt là khi chúng tôi cảm thấy cần phải làm điều đó, nó được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Ông Kirby nói nếu Bắc Kinh muốn đưa ra thông điệp rằng Hoa Kỳ không được hoan nghênh trong khu vực hoặc là họ muốn máy bay và tàu của Hoa Kỳ ngưng hoạt động, ủng hộ luật pháp quốc tế, thì điều đó sẽ không thành công. Điều đó sẽ không xảy ra. Ông còn nói thêm. Kính thưa quý vị, trong một thông tin khác liên quan tới Trung Quốc, một cơ quan nghiên cứu an ninh của Australia hôm 5 tháng 6 đã cho biết Bắc Kinh đã dẫn đầu nghiên cứu về 19 trong số 23 lĩnh vực công nghệ mà đối tác quốc phòng gọi tắt là AUKUS của Australia, Anh, Hoa Kỳ ưu tiên, bao gồm công nghệ siêu thanh, tác chiến điện tử và tàu không người lái dưới biển. Và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã cho biết là các quan chức của Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa có một cuộc đối thoại thẳng thắn. Kính thưa quý vị, đại sứ của Hoa Kỳ và một quan chức Bộ Ngoại giao đã tổ chức các cuộc đàm phán thẳng thắn và hiệu quả vào hôm ngày 5 tháng 6 với các quan chức của Trung Quốc và nói rõ rằng Washington sẽ bảo vệ lợi ích của mình. Bộ Ngoại giao đã cho biết như vậy. Và chuyến thăm Bắc Kinh của ông Daniel Kretenbrink là phụ tá ngoại trưởng phụ trách các vấn đề về Đông Á và Thái Bình Dương đã diễn ra sau khi Trung Quốc từ chối cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin, người đã tìm kiếm một cuộc gặp thích hợp với người đồng cấp của Trung Quốc. Ông Kretenbrink cùng là đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Nicholas Burns và các quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia là Sarah Barron cũng đã gặp các quan chức Bộ Ngoại giao của Trung Quốc Ma Jong-su và Yang Tao. Và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã cho biết trong một tuyên bố, hai bên đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả như là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm duy trì các kênh liên lạc cởi mở và xây dựng dựa trên ngoại giao cấp cao gần đây giữa hai nước, tuyên bố đã chia sẻ. Và hai bên đã trao đổi quan điểm về mối quan hệ song phương, về các vấn đề xuyên eo biển, các kênh liên lạc và các vấn đề khác. Các quan chức của Hoa Kỳ cũng đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ cạnh tranh mạnh mẽ và bảo vệ các lợi ích và giá trị của Hoa Kỳ. Quay sang phần tin, người dân lo lắng cho những ngôi nhà khi lũ lụt lan rộng sau khi vỡ đập.
hàng trăm người đã được di tản khỏi các khu định cư dọc theo đoạn phía nam của sông Dnipro của Ukraine khi mà nước lũ đã nhấn chìm các đường phố và quảng trường thị trấn, khiến cho người dân lo lắng cho ngôi nhà của họ ở Kherson hôm thứ Ba ngày 6 tháng 6. Oleksandr Tiva là một cư dân địa phương đã nói với Reuters, tình hình thật sự nguy cấp, nếu nước dâng thêm 1 mét nữa, chúng tôi sẽ mất nhà. Chúng tôi đang chuyển đồ đạc của mình đến những người hàng xóm sống ở khu đất cao hơn. Họ đã dọn đi và rời khỏi nhà để chúng tôi có thể mang theo đồ đạc và ở lại đó. Chúng tôi đang cố gắng tiết kiệm những đồ đạc quý giá nhất của mình. Người dân đã mang theo thú cưng và vali đi bộ trên những con đường ngập nước, chờ được di tản. Thưa quý vị, một dòng nước lũ đã tràn qua một con đập lớn ở trên sông Dnipro, ngăn cách lực lượng Nga và Ukraine ở miền nam Ukraine hôm thứ Ba, làm ngập một khu vực chiến sự, buộc dân phải chạy trốn và khiến cả hai bên phải chỉ trích. Con đập cung cấp nước cho một vùng đất nông nghiệp rộng lớn ở miền nam Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng, cũng như làm mát cho nhà máy hạt nhân Zaporizhia do Nga nắm giữ, thưa quý vị. Và xin trở lại với các tin tức từ Hoa Kỳ là cử tri Iowa đã nói rằng khoảng cách với cựu Tổng thống Donald Trump là chìa khóa cho cuộc tranh cử Tổng thống năm 2024 của ông Pence. Vào hôm thứ Tư ngày 7 tháng 6, cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Mike Pence sẽ khởi động một chiến dịch tranh cử với chặng đường dừng chân tại Iowa sau khi tuyên bố mình là ứng cử viên trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2024 của Đảng Cộng Hòa. Ông Pence đã nói chuyện với các cử tri Iowa tại một trung tâm làm dầu FFA ở Ankeny, Iowa, là một thành phố cách Des Moines, Iowa khoảng chục dặm về phía bắc. Chiến dịch tranh cử của ông Pence đã đệ trình tuyên bố ứng cử lên Ủy ban bầu cử liên bang vào hôm thứ Hai, ngày 5 tháng 6. Và cuộc tranh cử của ông Pence khiến cho ông phải đối đầu với ứng cử viên hàng đầu là cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người mà ông đã từng trung thành sát cánh, nhưng đã từ chối lùi bước khi cựu Tổng thống cố gắng lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, mà các đảng viên của đảng Dân Chủ là ông Joe Biden đã giành được. Là một người bảo thủ xã hội trung thành, cựu thống đốc của bang Indiana ngày càng xa cách với cựu Tổng thống Donald Trump và nói rằng việc ông khuyến khích những kẻ bạo loạn tấn công điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã gây nguy hiểm cho ông Pence và gia đình của ông, là những người đang ở trong tòa nhà vào thời điểm đó. Tôi nghĩ rất nhiều người trong số họ là những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump nghĩ rằng ông ấy đã không làm đúng với cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra đằng sau hậu trường. Cử tri Iowa là Darren Johnson là người vẫn còn băn khoăn về việc ông ấy là ai. Và ông đã chia sẻ là sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, tôi hy vọng anh ấy sẽ làm tốt vì anh ấy có đầu óc và trái tim vĩ đại và tôi nghĩ anh ấy có thể làm tốt cho đất nước này. Lực lượng NATO mô phỏng di tản y tế tại căn cứ không quân Ramstein như một phần của cuộc tập trận trên không. Kính thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ hôm thứ Ba ngày 6 tháng 6 đã trình diễn một cuộc tập trận y tế tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức như một phần của một trong những cuộc tập trận không quân lớn nhất trong lịch sử NATO. Các chuyến bay sơ tán y tế mô phỏng từ Romania đến căn cứ không quân là nhân viên trên đường băng chở những con búp bê trên cán và một chiếc xe bus bệnh viện đang chờ sẵn hướng đến trung tâm y tế quân đội Leinster. Kính thưa quý vị, đây là những ngày mà bạn thực sự yêu thích công việc trong quân y và thật tuyệt vời khi có thể làm việc với các đồng nghiệp và công tác viên của chúng tôi. Clinton Murray đã nói như vậy. Tư lệnh chuẩn bị sẵn sàng y tế tại châu Âu cho quân đội Hoa Kỳ cho biết. Và những gì chúng tôi thực sự có thể làm là thể hiện năng lực và khả năng mà chúng tôi có trong quân đội. Không chỉ quân đội Hoa Kỳ mà còn cả liên minh, các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Các lực lượng Đức và Ba Lan cũng tham gia cùng với các đồng nghiệp Romania trong cuộc mô phỏng hôm thứ Ba, một phần của cuộc tập trận lớn hơn.
Kính thưa quý vị, 24.000 thành viên dịch vụ từ 20 quốc gia NATO và đối tác đang tham gia cuộc tập trận do quân đội Hoa Kỳ chỉ huy đã bắt đầu vào tháng 4 và sẽ tiếp tục cho đến ngày 23 tháng 6. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình.